Thưa quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến, hôm nay Minh Đường Tử Vi chỉ muốn nói, Quý Mão đừng buồn vu vơ nhé, buồn không lý do, sầu không lý trí, cứ cảm thấy lạc lòng đôi chút, chán trường, đó là bệnh trời sinh hay bẩm sinh quán tính, dù gì lạc quan lên một xíu, cười nhiều lên một tẹo, mở lòng ra, bớt đắm chìm trong thế giới riêng, hãy cho những người xung quanh một cơ hội mà bước chân và tập luyện nhiều hơn, ý năng động nhiều hơn, tạo thêm nhiều năng lượng tích cực, thêm yêu đời, lạc quan, chẳng có sự việc gì cũng ngẩn ngơ, nhìn trời man mác buồn vu vơ. Minh Đường Tử Vi chưa từng can thiệp vào quá khứ của ai, nhưng tương lai thì có thể tuổi Quý Mão sẽ chịu đựng cái số phận bị chèn ép, đến giờ phút này là quá đủ rồi, giàu sang hạnh phúc an yên mới chính là những thứ bản mệnh đáng được sở hữu. Bị kìm hãm bấy lâu nay, cô bác vẫn ổn cả chứ? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi hóa giải vận mệnh ngay tại video số này, cải vận thế mạnh ở tuổi 50, chưa bao giờ là muộn cả. Thưa quý tín chủ của Minh Đường Tử Vi, các cô bác hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Thưa cô bác tuổi Quý Mão kính mến, thua thì làm lại, có gì đâu mà phải đi với sầu mất, tìm thì coi như không có, mà nhẹ, làm việc gì có gì đâu, mà phải nuối tiếc ưu tư, nằm đường thì cầu lại, ta còn số của chúng ta, bèn máu còn đầy nhiệt huyết, ta vẫn còn nắm nỗ lực, ta còn nhiều vạn điều mong mỏi, triệu điều ta truy cầu truy ý, rồi sẽ đạt được thành tựu, cuối cùng thì vẫn chính là sự an yên, hãy cứ nhẹ lòng mà nghỉ ngơi cô bác nhé. Cô bác thân mến, đã bao giờ ghét ai chưa? Chắc chắn là có. Sống ở đời 9 người thì 10 ý, tránh sao được chuyện xô xát bất đồng quan điểm, hậm hực cả. Cô bác đã bao giờ vì ghét ai mà chú ý đến cuộc sống của họ chưa? Lại nói, chắc chắn là dù ít, dù nhiều, lâu lâu ngó qua nó một cái, hóng về nó một tí, xem nó sống chết ra sao. Lại hỏi, lúc kẻ mình ghét có cái kết biến cố thì mình sẽ thấy thế nào? Hả hê chứ nhỉ, người ta ai cũng bảo tác hại của khẩu nghiệp, ai cũng biết là niềm vui của nó lớn quá, khiến đường tu tập thật khó làm. Thay vậy lại hỏi hả hê xong rồi, cuộc đời của cô bác liệu có biến chuyển tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không, món nợ của cô bác đang gánh, cô bác phải gánh. Sự có của công việc cô bác đang đương đầu, cô bác vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tâm khảm của cô bác, chẳng biết chia sẻ cùng ai, cô bác vẫn sẽ cứ đơn độc một mình. Cuộc đời nào có khá hơn được, dù trong tích tắc, đã thỏa sự sân si, mỗi chúng ta đều có góc tối ở đâu đó, có người buông thả theo nó, có người thì dưỡng tính tu tâm. Tôi không bảo cô bác giống như Bồ Tát, vì thế thì khó quá, cô bác bảo là thế nào sống thì quan trọng, trái tim đầu óc phải thả thực tế một chút, mà tập trung vào bài toán của cuộc đời mình. Để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời cô bác tốt đẹp hơn, như là học cho giỏi, cầu tiến, cầu thị, làm cho chăm, nỗ lực cho lắm, mà phấn đấu thành tựu. Còn chuyện thiên hạ, hãy cứ để họ đi chơi, để họ sống cuộc sống độc lập tự do, lộc họ hưởng, mà nghiệp họ tự gánh chịu, vậy thôi không hợp thì bỏ qua. Không để ý thì bỏ qua, không phải là vì ta không biết cách sân si, mà vì đó mới là trí tuệ, cho nhẹ đầu, nhẹ trí, mà hoan hỉ sống một cuộc đời tự mình ấm êm. Não bộ con người có hạn, cô bác nhớ cũng có hạn, lưu giữ lại những gì đáng nhớ, những ký ức tốt đẹp của con người đáng trân trọng, rồi thì cứ nhẹ người mà bước, thả hồn mà trôi. Cô bác tuổi Quý Mão có biết không, 2 tháng cuối năm 2023, có hung, có cát, nhưng hung cát ở đây còn phụ thuộc vào cô bác tận dụng những lời luận giải của Minh Đường Tử Vi thế nào. Nếu cô bác giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh cũng nắm được trước thiên cơ, mà xoay chuyển được tình thế, có thể sau video này chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau, chứ không gian mạng rộng lớn YouTube, nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn sẽ chúc cô bác tuổi Quý Mão có một đời an yên. Cô bác hãy dành một đăng ký kênh để tiếp sức phụng sự cho đội Minh Đường Tử Vi, ngày đêm cố gắng giúp đời, giúp người nhé. Người tuổi Quý Mão rất may mắn, có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán và tiền bạc, vì anh ta nhạy bén, tinh tường khi giao kèo ký kết hợp đồng. Họ thường đưa ra những ý kiến và phương án lựa chọn thích hợp nhằm đem lại lợi ích cho bản thân, hết sức nhạy bén trong sản xuất làm ăn. Thêm vào đó, người tuổi Quý Mão có óc phán đoán tinh nhạy, khôn khéo nên nhanh chóng thăng tiến, dù ở bất cứ lĩnh vực công tác nào, tuy tỏ vẻ thờ ơ, chơi như gỗ đá trước ý kiến của người khác. Song thực ra, người tuổi Quý Mão lại suy sụp hoàn toàn khi bị phê bình, chiến thuật chơi như gỗ đá của anh ta, chỉ để che lấp lừa gạt tình cảm thật của mình, song sẽ trở nên xảo hoạt vô cùng khi anh ta đã dồn cả tâm trí, cố làm ra vẻ như vậy. Tuổi này rất dịu dàng, thân thiết với những người anh ta yêu mến, nhưng lại qua loa, gượng gạo, thậm chí lạnh lùng vô tình với những người anh ta không yêu mến. Quý Mão vừa dịu dàng, tao nhã, lại vừa buông thả bừa bãi, họ là người biết hưởng thụ hết mình và đặt mong muốn hy vọng dồn hết vào một điểm.
anh ta vô cùng khó chịu trước những vấn đề chưa được chuẩn bị đầy đủ, bởi anh ta là người thận trọng, chín chắn, suy nghĩ mọi việc chu đáo và sâu sắc, nên anh ta muốn người khác cũng như vậy. Anh ta khăng khăng cho rằng xây dựng mối quan hệ hữu hảo giữa người với người là việc làm hết sức đơn giản và thường cố gắng tỏ ra mình văn minh, lịch sự, ngay cả với kẻ thù của mình. Anh ta phản đối bất cứ hình thức đối nghịch ngang nhiên nào. Với bề ngoài nhũn nhặn, trầm tính, người dễ đánh giá, cảm nhận sai về con người của anh ta, trong khi thực tế, anh ta là người có lòng tự tin mạnh mẽ, khó lay chuyển, anh ta đặt mục tiêu theo đuổi cho mình một cách rõ ràng, rành mạch, song thường tỏ ra trang trọng trong hành vi cử chỉ. Người tuổi Mão không thích gây sự, song anh ta không thể chịu để người khác chỉ trích vì sự ngốc nghếch hay một lý do nào đó. Rất khó nắm bắt được bản chất đặc thù của người tuổi Quý Mão nên rất khó đối phó với anh ta, họ không nắm bắt được suy nghĩ thật của anh ta. Một cô gái tuổi Quý Mão xinh đẹp, duyên dáng, thà lấy một phú ông tốt bụng, chủ cựu còn hơn lấy người tình anh tuấn nghèo xác xơ. Một phú ông có thể mang lại cho cô cuộc sống với đầy đủ tiện nghi và đáp ứng được những đòi hỏi xa hoa của cô. Người bạn đời của cô nhất thiết phải là người có khả năng che chở, bảo vệ và duy trì được cuộc sống xa hoa của cô. Khi tâm trạng không tốt, anh ta sẽ không quấy rầy và biết điều tránh xa cô. Tóm lại, bất cứ một hình thức hay biện pháp chướng tai gai mắt nào cũng được dùng để lấy lại cân bằng đều sẽ bị cô khinh thường. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch. Thành tích rực rỡ nhưng dễ vướng thị phi vì kiêu căng, nguyệt lệnh đế vượng là lúc bạn được tỏa sáng với năng lực của chính mình. Có được ngày hôm nay, bản mệnh phải trải qua không ít gian nan, trở ngại trong cuộc sống, thậm chí hy sinh cả sở thích của mình để dành thời gian cho công việc. Thế nên, thành quả mà bản mệnh đạt được lúc này là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, không nên sự hiếu thắng hoặc quá danh vọng khiến bạn không nhận ra được một số rắc rối đang đi kèm với nó. Danh tiếng thường đi cùng với tai tiếng, nên bạn cần phải thận trọng hơn. Có những việc hôm qua như thế này, hôm nay đã thế khác. Thế nên, ngay cả thành công như hiện tại cũng không đảm bảo cho thành công của tương lai bạn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải khiêm tốn, nhún nhường, thái độ còn quan trọng hơn cả trình độ đấy, tuổi Quý Mão nhé. Tứ hành xung, dự báo những xung đột có thể xảy ra nơi công sở vì bạn quá đề cao lợi ích của bản thân mà quên đi những người xung quanh mình. Thay vì chống đối, nghĩ rằng mọi người không hiểu mình thì con giáp tuổi Quý Mão nên học cách bỏ bớt cái tôi, tự tin là điều tốt. Chúng cần để thúc đẩy tinh thần làm việc của bản mệnh. Thế nhưng, tự tin đi với mức cao ngạo thì nó sẽ bị người đời gièm pha, khó khăn trong làm việc và hợp tác cùng mọi người. Ảnh hưởng của thiên đức hung tinh gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Quý Mão, nó dường như là kết quả bạn phải nhận lãnh khi quá tham công, tiếc việc, không quan tâm sức khỏe bản thân đúng mực. Tử vi sự nghiệp. Đế vượng nhập mệnh, dự báo tháng mới có thể mang tới cho tuổi Quý Mão những vận may khó có thể bỏ lỡ trong công việc, sự nghiệp, những phần thưởng giá trị, dù đó là gì đi nữa. Bạn sẽ cảm thấy mình trở nên vui vẻ và tích cực hơn rất nhiều, đồng thời có thêm sự động viên và động lực để tiến tới những mục tiêu mới. Đây là thời điểm thích hợp để tiến tới một bước dài trong những công việc bạn đang theo đuổi. Nhiều cơ hội mới xuất hiện, bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu sẽ gặt hái nhiều bấy nhiêu. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 cùng 12 con giáp âm lịch, người tuổi Quý Mão hứa hẹn tháng này có tình hình tài chính rực rỡ như mong đợi. Nhìn chung, bạn thoát khỏi được những lo toan, bộn bề của trước đây. Khi cảm thấy an tâm với tình hình tài chính hiện tại, bạn càng đỡ đi những gánh nặng vô hình. Cơ hội mở ra trước mắt của tuổi Quý Mão, hãy nhanh chóng chớp lấy, đừng để trì hoãn, khiến bạn đánh mất đi vận may của mình. Có những việc bạn cần hành động và từng bước tháo từng nút thắt, không có cơ may nào bày ra hết mọi thứ để bạn dễ dàng hưởng lợi ngay đâu. Tử vi tình duyên. Người tuổi Quý Mão trở nên dịu dàng hơn trong khía cạnh tình cảm của mình trong tháng mới, nhờ thế mà vận trình tình cảm của bạn thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết. Khi bạn biết cách yêu thương, trở nên bao dung hơn thì mối quan hệ vợ chồng lúc này rất là êm ấm, an vui. Nhờ có sự ghé thăm của ngũ hành tương sinh nên quan hệ tình cảm diễn ra tốt đẹp, những hiểu lầm dần được tháo gỡ, mang lại cho bạn cảm giác bình yên mà bạn từng mong đợi. Nhìn chung, đa số người tuổi Quý Mão sẽ kết thúc tháng này vui vẻ, hạnh phúc nhiều hơn so với những ngày đầu tháng. Tử vi sức khỏe. Con giáp tuổi Quý Mão có vẻ nhanh quên nên không để áp lực cuộc sống lấn át tâm trí của mình như những người khác.
Nhờ thế mà sức khỏe tinh thần của bạn trong thời gian này là rất tốt. Tuy nhiên, thời tiết lúc này đã chuyển lạnh, bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách, nên hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình để có những phương pháp phù hợp. Dưỡng sinh cổ xưa rất coi trọng thời điểm dương khí bắt đầu sinh, cho rằng dương khí rất quan trọng trong cơ thể, có đủ dương khí mới cần thiết có thể đẩy lùi được bệnh tật. Thế nên, khi trời càng lạnh, bạn cần tìm cách để sưởi ấm cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Có thu hoạch nhất định, đón Tết an vui. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, vận trình của người tuổi này có nhiều điểm sáng. Gặp nguyệt lệnh lâm trường sinh, tháng mới báo hiệu tuổi Quý Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui. Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng được thu hoạch nhất định, thành quả được xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng, lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây cũng là tháng bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó có thể nâng cao giá trị của mình. Tháng này, Quý Mão có tài tinh thực thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ, đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, càng giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp nên chú ý không chọn người. Về phương diện tình duyên, đời sống tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định, đôi lúc có cãi vã, nhưng nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí của gia đình. Người độc thân vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại, có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa của bạn. Sức khỏe trung bình, tuy không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng, nhưng bản mệnh vẫn cần đề phòng hung tinh thiên cầu, gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Tử vi sự nghiệp. Bước sang tháng 12 năm 2023 âm lịch, tuổi Quý Mão được dự đoán sẽ đạt được những bước tiến triển lớn trên con đường về sự nghiệp. Vận khí ít họa nhiều phúc, dù theo đuổi ngành nghề nào cũng sẽ có nhiều sự thăng tiến trong tháng này. Có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh hỗ trợ, công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn nhỏ gì cũng đạt được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây cũng là tháng rất thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Khi đang vượng cát khí, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, xây dựng có thể mạnh dạn triển khai dự án mới, đều thành công tốt đẹp. Nhưng nên nhớ, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, thời điểm trước Tết nên đặt nền móng chắc chắn để chuẩn bị cho kế hoạch chính khi ra Tết, đừng vội tiến hành một cách mù quáng, kẻo nhận lấy thất bại. Tử vi tài lộc. Không chỉ công việc, tài lộc của người tuổi Quý Mão cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh lâm trường sinh nên khởi sắc rực rỡ. Là điều đương nhiên, đây là tháng cận Tết, thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn, giúp tâm trạng của con giáp này vô cùng hân hoan. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn, cuối năm là lúc tiền lương và thưởng được trao. Tài vận thăng tiến cũng không quá bất ngờ, bạn chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người, các mối quan hệ xã giao, nhờ vậy cũng được cải thiện trông thấy, bạn không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối thị phi không đâu. Tử vi tình duyên. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, chuyện tình cảm của tuổi Quý Mão trong tháng Chạp có thể coi là hài hòa, ổn định. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm, những trải nghiệm ngọt ngào sẽ khiến đôi trái tim xích lại gần nhau hơn. Đời sống tình cảm vợ chồng không có vấn đề nào phải lo lắng, trong ấm ngoài êm, tuy đôi lúc vẫn có cãi vã xảy ra, nhưng đôi bên nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng tới hòa khí gia đình ở thời điểm năm hết Tết đến. Tử vi sức khỏe. Tình hình sức khỏe khá ổn định, hầu như không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng, nhưng công việc tất bật dịp cuối năm dễ cuốn bạn đi. Thường xuyên phải bỏ bê công việc chăm sóc cơ thể, tình trạng này kéo dài, có thể dẫn tới lao lực, đổ bệnh bất chợt. Bạn nên lưu ý vấn đề này khi có đủ sức khỏe để đón Tết an vui. Bên cạnh đó, Quý Mão cũng cần đề phòng hung tinh thiên cầu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Việc ăn uống cần đảm bảo an toàn dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế ăn hàng, ăn quán, không đảm bảo vệ sinh mà có thể bị ngộ độc. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý cô bác một chút về tử vi của cô bác trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý cô bác trong năm 2024 là hung hay cát.
Những người có ngày sinh từ 25 tháng 1 năm 1963 tới 12 tháng 2 năm 1964 dương lịch thuộc tuổi Quý Mão, cầm tinh con mèo, thiên can quý, kết hợp với địa chi Mão, mang ý nghĩa quá lâm chi miêu, mèo qua rừng. Tuổi 1963 mệnh kim, kim bạch kim, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, thế nên theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi, hỏa khắc kim, can quý bình hòa với can giáp, địa chi Mão tương xung với Thìn. Đối với nam mạng, trong năm 2024 này, tuổi Quý Mão sẽ có tình hình tài chính ổn định, nhưng cần lưu tâm về sức khỏe nhiều hơn so với năm cũ, sức khỏe sẽ cải thiện hơn. Nếu bản mệnh sống tích cực, tạo niềm vui cho bản thân và gia đình, biết quý trọng sinh mệnh, bao dung cho người khác, thì bản mệnh sẽ nhận lại được những điều thiện lành. Vận trình tử vi của nam tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong năm Giáp Thìn, có cơ hội lẫn thử thách, điều này nhắc nhở bản mệnh làm gì. Cũng cần phải hướng thiện tu tâm, chủ động giúp đỡ những người xung quanh, ngày ngày chăm chỉ gieo duyên lành, thì cả năm sẽ gặt được may mắn. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam mạng tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, đã ở độ tuổi nghỉ hưu, chuyển từ công việc ngoài xã hội về với vai trò chính công việc trong gia đình. Là người sống khôn ngoan, đức độ, luôn nghĩ và làm nhiều hơn cho con cháu, nên nam mạng tuổi Quý Mão cũng truyền đạt được nhiều trí tuệ, đạo đức, giúp thế hệ sau phát triển hơn. Đôi lúc những công việc trong gia đình sẽ khiến nam tuổi Quý Mão cảm thấy có nhiều bận rộn, không có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, chỉ cần giữ được thái độ điềm tĩnh và suy nghĩ thuận theo tự nhiên và thân tâm chủ mệnh sẽ được bình an. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Quý Mão được đánh giá là ổn định, có cơ hội gia tăng thu nhập nhờ quý nhân giúp đỡ. Những khoản đầu tư tiết kiệm hàng tháng cũng đều đặn sinh lời, giúp người này được thảnh thơi khi tiêu dùng hàng ngày mà không cần phải lo toan nhiều. Ở độ tuổi 62, nam tuổi Quý Mão luôn phải giữ nguồn tài chính của mình ở vòng an toàn, chủ đầu tư ở những lĩnh vực bản thân có kiến thức. Nếu biết quản lý tiền bạc cẩn thận, lấy cần kiệm làm gốc rễ, thì tài chính sẽ luôn dư giả. Năm này, mệnh chủ hãy chi tiêu cho sức khỏe của bản thân mình một cách xứng đáng. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Quý Mão sẽ đón tin vui thêm người, thêm của, để gia đình luôn vui vẻ, bản mệnh nên bao dung, nâng đỡ và chia sẻ nhiều hơn với con cái và người thân bên mình. Và những dịp gia đình sum họp, mọi người cùng quay quần bên mâm cơm, hỏi han trò chuyện với nhau, thêm những cử chỉ động viên, bớt đi lời trách móc giận hờn, thì chắc chắn rằng tình cảm giữa các thành viên thêm yêu thương, gắn kết. Dù là năm 2024 hay những năm sau này, hãy luôn chú tâm về gia đình mình, dù có những mâu thuẫn xảy ra. Nhưng chỉ cần bản mệnh chủ biết bài trừ tâm nóng giận, nói năng cẩn trọng và biết cách bình tĩnh lắng nghe, thì mọi việc sẽ được giải quyết. Bước sang tuổi 62, có thể cơ thể của nam mệnh tuổi Quý Mão sẽ có thể xuất hiện một số dấu hiệu suy nhược, xương khớp đau nhức. Vì thế mệnh chủ nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, sinh hoạt và rèn luyện thể lực hàng ngày để khí huyết lưu thông tốt, sức đề kháng cũng theo đó mà tăng lên. Ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, vận động đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý sẽ là bí quyết sống khỏe cho nam tuổi Quý Mão. Trong năm 2024, hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe ngay ở thời điểm hiện tại. Và kiên trì mỗi ngày, bản mệnh chủ sẽ nhận thấy được những dấu hiệu cải thiện rất tích cực. Riêng với nữ mạng, dự đoán trong năm này, nữ Quý Mão sẽ gặp nhiều thuận lợi và cả những thách thức, làm việc gì cũng cẩn thận suy xét, ngay thẳng chính trực thì sẽ có quý nhân giúp đỡ giải quyết mọi vấn đề. Công việc năm nay duy trì ở mức ổn định, nhẹ nhàng, vận trình tử vi của tuổi Quý Mão trong năm 2024 thiên về sự bình an, thong dong tự tại, không bon chen với đời. Mệnh chủ quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần, tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm Phật, đó cũng là niềm vui của tuổi già, của tuổi Quý Mão nữ mạng. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Mão chủ yếu quay về thực tại, với hiện vai trò trong gia đình, tự tâm bản mệnh có trách nhiệm, trong mọi công việc, hoạt động cộng đồng nhiều hơn, khởi duyên tạo phúc để giúp mọi thứ xung quanh tốt đẹp lên. Ở độ tuổi này, công việc không còn là mối bận tâm đối với nữ Quý Mão nữa, nếu có tiếp tục làm việc, phải chăng cũng để tránh sự nhàm chán, rảnh rỗi, tâm thế làm việc túc tắc, nhẹ nhàng, không mưu toan nhiều, cũng giúp Quý Mão nữ mạng sống ung dung, thảnh thơi hơn. Trong năm này, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Quý Mão vẫn trên đà ổn định, mệnh chủ sớm đã có kế hoạch dự phòng, chuyện tiền bạc, quỹ lương hưu để tiết kiệm hàng tháng. Nhờ vậy mà khi về già, tài chính có phần vững vàng, không phải lo lắng nhiều khi vật chất đủ đầy.
Lời khuyên cho bản mệnh là nên đầu tư cho việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong để luôn minh mẫn, sáng suốt trong chuyện tiền bạc, cũng nên thận trọng tránh cho người không tin tưởng vay mượn. Trong năm Giáp Thìn, gia đạo của nữ tuổi Quý Mão sẽ có một số vấn đề cần phải giải quyết để gia đình thêm yêu thương gắn kết. Mệnh chủ nên bao dung, chia sẻ vì mọi người và vì cái chung của gia đình, làm gương cho thế hệ sau thì gia đạo sẽ chuẩn đúng mực. Dù là năm Giáp Thìn hay sau này, hãy luôn dành tình yêu thương to lớn cho các thành viên trong gia đình, hạn chế sự trách móc để tâm tính cao thượng hơn và may mắn sẽ đến. Dù có những việc trục trặc, nhưng khi đã điềm tĩnh, thông cảm cho người khác thì vạn sự sẽ như ý. Bước sang tuổi 62, nên cơ thể của nữ Quý Mão có thể gặp phải tình trạng lão hóa, mệt mỏi hoặc đau nhức xương khớp, dù đây là dấu hiệu của tuổi tác thông thường. Nhưng bản mệnh không nên chủ quan, cần dành cho chính mình nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn, tập thể dục với cường độ phù hợp, duy trì thói quen ăn uống đủ chất, ngủ đủ 8 tiếng, sẽ đem lại cho mệnh chủ sức khỏe tốt trong năm này và về lâu, về dài. Hãy nắm bắt đầu tư bằng cách lên kế hoạch cho lối sống lành mạnh khoa học. Thưa quý cô bác, Phật dạy, biết đủ là gia tài lớn nhất, đừng để đến khi hấp hối mới nhận ra thì quá muộn. Một vị thiên sứ trên đường di chuyển đã tranh thủ chợp mắt một lúc nơi thanh vắng, nhưng không ngờ lúc tỉnh dậy, anh đã bị mất đi đôi cánh. Lúc đó thiên sứ vừa lạnh vừa đói, vì không còn sức mạnh bay đi, nhưng may mắn gặp được một người chăn cừu. Chàng chăn cừu thương cho hoàn cảnh hiện tại của thiên sứ, nên cho mượn quần áo và đồ ăn, anh không quên yêu cầu. Việc giúp người khác là việc nên làm, nhưng anh nên hiểu rằng, tôi không thể cung cấp đồ ăn và quần áo cho anh mãi được, nếu anh định ở đây lâu, thì anh phải làm việc giúp tôi. Thiên sứ đồng ý ngay, và cùng ngày chăn cừu, trải lông, và anh thu gom lại hết những chiếc lông bị rụng, kết thành một đôi cánh mới. Sau khi thiên sứ khoác đôi cánh lên người, anh lại có được sức mạnh và bay lên cao. Thiên sứ vui mừng nói, tôi có thể thực hiện ước muốn của anh, vậy anh muốn gì? Người chăn cừu háo hức, tôi muốn có 100 con cừu. Khi vừa nói xong, anh đã có thêm 100 con cừu. Thế nhưng sau một thời gian vất vả chăm nom, số cừu quá lớn, anh lại hỏi xin thiên sứ, xin anh hãy lấy cừu của anh về đi, tôi giờ cần một ngôi nhà. Ngay lập tức, anh có một ngôi nhà to đẹp, nhưng sau đó anh chỉ cảm thấy cô đơn một mình trong ngôi nhà đó, nên anh ta lại nói với thiên sứ, tôi không cần nhà nữa. Tôi muốn có một con ngựa, nhưng đến khi có ngựa, anh lại chẳng biết nên đi đâu, nên khi anh đã quen cuộc sống chăn cừu của mình ở đây, người chăn cừu lại nói với thiên sứ, anh hãy lấy lại mọi thứ đi, tôi giờ ở đây đã hiểu, khi những nguyện vọng của tôi trở thành hiện thực, nó không những không đem lại niềm vui như tôi tưởng. Thiên sứ nói, anh thực sự không còn mong ước gì sao, tôi còn có thể cho anh một tính cách tốt, người chăn cừu nói, tôi đã có một tính cách tốt nhất rồi, đó chính là biết đủ, vì thế không cần thêm bất cứ thứ gì nữa.